Bắt đầu, chúng mình cũng bắt đầu nha. Đầu tiên về chăm sóc da thì mình có sữa rửa mặt của Murad. Hai loại, màu bên trái là dành cho da mụn màu xanh nước biển và bên phải mình đang cầm là loại màu cam, bảo vệ và làm sáng da. Hiện tại thì mình đang sử dụng đan xen cả hai loại này trong chu trình dưỡng da hàng ngày và đều là dạng gel. Loại màu xanh này thì dành cho da mụn, mình dùng vào những ngày mà có mụn sưng đỏ kiểu dạng như là đến kỳ hoặc là ăn cay nhiều chẳng hạn. Bởi vì da mình không phải là da mụn, thế nên mình chỉ dùng bạn này đặc biệt vào những ngày đấy thôi. Với loại cam này thì sẽ làm cho da mình đều màu hơn, sáng hơn. Đây có lẽ là cái loại sữa rửa mặt dành cho mụn thần kỳ nhất từ trước đến nay mà mình dùng. Tức là những hôm mà mình có mụn đỏ chẳng hạn, như cái mụn mình đang có ở đây, bé bé thôi, thì khi mà nó mới nhú lên một phát, mình rửa cái loại này, ngủ một đêm sáng hôm sau nó đã sệt đi trông thấy. Với những cái dạng mụn to hơn một chút thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, khoảng vài ngày để thấy cái mụn nó xẹp hẳn. Khi mới thoa cái loại này lên thì cảm thấy da mát lạnh luôn. Với những bạn chưa quen thì sẽ có cảm giác là nó hơi châm chích một chút xíu ban đầu, nhưng mà thật ra đấy là cảm giác mát, rất là thích. Và sau khi rửa xong tầm 3 đến 5 phút da vẫn còn cái cảm giác đấy, cực kỳ sảng khoái. Phần lớn thời gian thì mình sử dụng tuyết màu cam này và nó cũng có cái mùi cam rất là thơm dịu nhẹ. Và sau hơn 1 tháng sử dụng thì mình đã thấy cái hiệu quả rất rõ trên khuôn mặt của mình. Đấy là tổng thể màu da đều hơn và nó sáng hơn rất là nhiều. Mình cũng đã sử dụng hết sạch một tuýp và sang cái tuýp mới thứ hai này đây.